Xin kính chào quý vị và các bạn. Người xưa có câu rằng, cuộc đời của con người thành công lớn nhất không gì bằng là thành công hôn nhân. Hạnh phúc lớn nhất không gì ngoài hạnh phúc gia đình. Gia đình hòa thuận hưng vượng là điều mà ai cũng luôn mong mỏi. Đó là phúc báo không phải ai cũng có được. Một gia đình nếu như là có 4 dấu hiệu dưới đây thì chắc chắn là sẽ hưng vượng, sẽ giàu có lâu dài, nhận nhiều phúc báo. Mời các bạn cùng nghe và suy ngẫm. Nhà nào có dấu hiệu này, báo hiệu sắp giàu to, phúc ập tới, cản không kịp. Người xưa có câu, cuộc đời của con người thành công lớn nhất, không gì bằng thành công của hôn nhân. Hạnh phúc lớn nhất, không gì ngoài hạnh phúc gia đình. Gia đình hòa thuận hưng vượng là điều mà ai cũng mong mỏi, là phúc báo không phải ai cũng có. Một gia đình nếu có 4 dấu hiệu dưới đây, chắc chắn sẽ hưng vượng, giàu có lâu dài, nhận nhiều phúc báo. Thứ nhất, thiện lương. Thiện lương có thể dưỡng đức. Phong thủy tốt nhất của một gia đình chính là thiện lương. Muốn người khác đối đãi tử tế với mình, thì trước tiên phải đối đãi tử tế với người. Có câu chuyện kể rằng, có một người nông dân sở hữu một loại giống ngô có phẩm chất tốt. Hàng năm, ông ta đều nhận được giải thưởng người sở hữu giống ngô tốt nhất. Điều khiến mọi người khó tin là người nông dân này đã sẵn sàng hào phóng phân phát giống ngô này cho những người nông dân khác. Có một người đem thắc mắc này hỏi ông ta, vì sao ông lại dễ dàng phân phát giống ngô tốt của mình cho người khác như vậy? Người nông dân trả lời, bạn đối tốt với người khác, kỳ thực là đối tốt với bản thân mình. Hoa ngô trong quá trình thụ phấn nhờ gió thổi. Nếu như ngô của những nhà xung quanh đều có phẩm chất kém, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngô của tôi. Bởi vậy, tôi sẵn sàng phân phát giống ngô tốt của mình cho mọi người, vừa là để tốt cho mọi người, nhưng cũng chính là tốt cho bản thân mình. Cổ ngữ nói, phúc báo ở phía sau. Người hiền lành có thể trước mắt chịu thiệt, nhưng tương lai của họ sẽ có phúc trạch thâm hậu, thậm chí có thể tạo phúc cho con cháu. Nuôi dưỡng con trẻ cũng giống như việc trồng cây. Chỉ có lấy phẩm đức làm chất dinh dưỡng để tưới, con trẻ liền có thể có được tương lai tốt đẹp, giống như cây xanh nhờ chất dinh dưỡng mà mọc lên tươi tốt, cành lá sum suê. Thứ hai, nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn là cách dưỡng phúc. Có một cặp vợ chồng, họ đã chung sống hòa thuận cùng nhau mấy chục năm. Trải qua biết bao khó khăn mưa gió, người chồng hiện đã trở thành lãnh đạo của một công ty lớn. Một lần, cả hai vợ chồng họ cùng đến dự lễ cưới của một nhân viên cấp dưới. Có một cậu thanh niên hỏi hai vợ chồng họ bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân mấy chục năm qua. Người chồng vừa cười vừa trả lời, bí quyết chỉ có một chữ, nhẫn. Người vợ đứng bên cạnh người chồng nói thêm một câu, thêm một chữ nhịn nữa. Quả thực, vợ chồng chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, sao tránh được những vấp váp, mâu thuẫn xảy ra. Thế nên, giữa vợ chồng với nhau, phải biết nhường nhịn. Người xưa có câu, tù trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tù ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Nhân sinh một đời, có thể ở chung trọn đời trọn kiếp, là việc không hề dễ dàng gì. Vậy nên, biết trân trọng tình cảm của nhau, thì hôn nhân mới có thể lâu bền, hạnh phúc gia đình mới được lâu dài. Gia đình là nơi để yêu thương, không phải là nơi để nói lý hay tranh luận đúng sai. Ai là người có lỗi? Bởi tranh cãi, dẫu đúng sai rõ ràng rồi, thì tình yêu thương cũng sẽ vơi dần,
thậm chí không còn nữa. Gia đình là bến cảng của các thành viên. Có thể khoan dung và nhường nhịn lẫn nhau mới là bí quyết để gia đình mãi hòa thuận. Thứ ba, chuyên cần. Chăm chỉ chuyên cần là cách phát tài. Ngày nay, nhiều gia đình sinh một con, vậy nên cha mẹ thường ra sức nuông chiều và thỏa mãn nhu cầu của con cái. Cha mẹ thường sợ con mình sẽ phải chịu khổ, chịu mệt. Kết quả là dưỡng thành những đứa trẻ không biết chăm chỉ làm việc, không nguyện ý chịu trách nhiệm. Những đứa trẻ này thường chỉ biết ỷ lại vào cha mẹ. Hơn nữa, trở nên ham hư vinh và lười biếng làm việc. Chúng khi còn bé ở nhà thì cái gì cũng không làm, ngửa tay là được cho tiền. Khi trưởng thành cũng vẫn như cũ, sẽ không thể tự lực cánh sinh, gánh vác cuộc sống của mình. Tăng Quốc Phiên từng nói, một gia đình có hưng thịnh hay không, chỉ cần nhìn vào ba điểm dưới đây là biết rõ. Thứ nhất, nhìn xem con cháu ngủ đến mấy giờ. Nếu như ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới bắt đầu dậy, thì gia đình này đang từ từ lười biếng mà đi xuống. Thứ hai, nhìn xem con cháu trong nhà có chăm chỉ làm việc hay không. Bởi vì thói quen làm việc sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một người. Thứ ba, nhìn xem con cháu có thường đọc sách kinh điển của các bậc cao nhân thánh hiền hay không. Bởi vì người không học sẽ không hiểu nghĩa và không biết đạo, khiến cho con trẻ có thể tự mình cố gắng, tự mình đi làm, giúp con hiểu được chuyên cần và nỗ lực. Đây mới là món quà tốt nhất mà cha mẹ nên dành tặng cho con, cũng là hành trang đảm bảo nhất để con bước vào đời. Thứ tư, đọc sách. Đọc sách thánh hiền là cách bồi dưỡng đức hạnh. Đối với một gia đình mà nói, không có thói quen nào tốt hơn thói quen đọc sách. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể làm bạn với các nhà hiền triết, tìm thấy câu trả lời cho những nghi hoặc trên con đường nhân sinh. Đọc sách không chỉ giúp chúng ta có thêm tri thức, mở mang trí tuệ, mà còn giúp chúng ta thay đổi thế giới quan và nhân sinh quan. Gia tộc họ Bùi ở Văn Hỷ, Sơn Tây, Trung Quốc là một ví dụ. Gia tộc này đã kế thừa và phát huy truyền thống đọc sách tới 2.000 năm lịch sử và trở thành đại thế gia đầu tiên lừng danh nhất trong lịch sử Trung Hoa. Theo tổng kết trong gia phả của họ Bùi, gia tộc họ Bùi từ khi bắt đầu ra đời đã sinh ra 59 vị tể tướng, 59 vị đại tướng quân và có hơn 3.000 người được ghi danh sử sách. Một trong những bí quyết của gia tộc họ Bùi chính là giáo dục việc đọc sách. Bùi gia cho rằng đọc sách mới hiểu được đạo lý, con người không đọc sách, không biết đạo lý, cũng chỉ như con trâu con bò, chỉ biết kéo xe, học mà không hành thì cũng không đủ. Cuộc sống của chúng ta thật tươi đẹp, nhưng có một ao ước mà ai cũng mong muốn, đó là có nhiều tiền hơn nữa. Đó là một ước mong thực tế, bởi dù bạn có bay bổng tới mấy đi chăng nữa thì có một thực tế đó là đồng tiền là yếu tố quan trọng, chi phối cuộc sống của chúng ta. Và bạn biết không, thậm chí nó còn biến ta từ bằng hữu trở thành kẻ thù chỉ vì tiền. Thế nên mới có câu, chữ tiền đi liền chữ bạc. Cùng lắng nghe bài viết sau đây và suy ngẫm. Thấm thía chữ tiền đi kèm chữ bạc. Tiền khi cho vay là bằng hữu, khi đòi nợ lại là kẻ thù. Tiền trong xã hội là thứ không thể thiếu. Tiền cũng chính là thứ giúp chúng ta có thể nhìn thấu người bên cạnh mình. Tiền khi cho vay là bằng hữu. Cuộc đời một con người sẽ không thể tránh khỏi những lúc thiếu thốn, cần phải dùng đến tiền mà không có. Và khi phải đi vay tiền người khác,
là một thứ cảm giác rất khó tả. Người có thể cho bạn vay không chuộc lợi, không điều kiện, vào lúc bạn khó khăn, cần giúp đỡ nhất, đó chính là quý nhân trong cuộc đời bạn. Vì thế, hãy nhớ đừng làm tổn thương người đã giang tay mình ra để giúp bạn khi bạn cần giúp đỡ. Người có thể cho bạn vay tiền mà không cần đòi hỏi điều kiện, đó không đơn thuần chỉ là tiền nữa, mà đó là sự tín nhiệm, là sự động viên, cổ vũ từ họ dành cho bạn. Bởi thế, người có thể sẵn sàng cho bạn vay tiền, đó nhất định là quý nhân của bạn. Và xã hội hiện nay, những người như thế không nhiều. Nếu may mắn có được người như vậy ở bên cạnh mình, hãy dành cho họ sự trân trọng. Một người khi giúp bạn với mục đích là hy vọng bạn có thể sống tốt hơn. Hãy biết ơn đến những người có thể sẵn sàng bỏ tiền ra vì bạn. Bất kể đó là người thân, người yêu hay bạn bè, đều nhớ phải biết ơn họ. Bởi xã hội này, tiền đối với ai cũng vậy, đủ để tiêu thì có, nhưng có mấy người dư giả để đưa khoản dư đó cho bạn vay. Họ cho bạn vay bằng cách họ tiết kiệm lại một số khoản mà họ không cần dành cho bạn mà thôi. Khi ai đó sẵn sàng cho bạn vay tiền, không phải vì họ nhiều tiền, càng không phải vì họ ngốc, mà lúc đó họ tin tưởng rằng bạn cần số tiền đó hơn, và họ cho bạn tin tưởng rằng bạn quan trọng hơn số tiền mà họ có. Tiền khi đòi nợ lại là kẻ thù. Xã hội hiện nay không ít người lo lắng rằng họ có thể đứng khi cho vay tiền, nhưng khi đòi nợ họ lại phải quỳ để xin. Tiền nếu cho vay thì đó là tình cảm, nhưng để đòi lại được lại hóa kẻ thù. Đó là lý do người ở đời thường rất kỵ chuyện cho người khác mượn tiền. Nếu có thể tránh được, họ sẽ tránh, vì họ không muốn sau một lần mượn tiền ấy mà mất đi thứ tình cảm đang có hiện tại với người khác. Thời buổi này, những lúc bạn khó khăn, thứ khó nhất không phải là đi vay tiền sao? Nhưng rồi khi vay được tiền, hãy nhớ chắc chắn rằng mình có thể trả người khác đúng hẹn. Nên nhớ, người đi vay ngại mở lời, người đi đòi nợ càng ngại mở lời đòi hơn. Bởi lẽ họ không biết rằng lúc này bạn đã hết khó khăn chưa? Lúc này bạn đã có khả năng trả lại họ số tiền đã mượn trước đó hay chưa? Nếu chưa thể trả lại, hãy ra hẹn với họ, chứ đừng im lặng chờ họ hỏi. Đừng để vì tiền bạc mà đánh mất đi thứ tình cảm quan trọng hơn đó. Bài học: mỗi người không cần quá đông bạn bè, người thân. Quý nhau ở chỗ luôn cùng nhau đồng hành, sẵn sàng bên cạnh bạn dù buồn vui, đó mới đáng trân trọng. Cái tình không thể luận lâu dài, mà quan trọng nhất là khi cần giúp đỡ, bạn luôn có người giúp đỡ mình. Người ta vẫn nói, chân tình thực ra rất đơn giản. Chỉ cần anh cần, chỉ cần tôi có, chỉ cần anh muốn, chỉ cần tôi có thể. Cái nghĩa cũng vậy. Nó không phải là những lời hoa mỹ lúc đắc ý, mà là một bàn tay sẵn sàng đưa ra đón lấy bàn tay bạn, kéo bạn lên vào những thời khắc quan trọng nhất. Sống một đời người, có người sẵn sàng vì mình mà bỏ tiền của họ ra, đó là hạnh phúc. Có người tình nguyện cho bạn vay tiền, đó là hỗ trợ mà cả đời bạn phải khắc ghi.